Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rất là cảm tạ Chúa vì sáng nay được có mặt ở tại này đây để được cùng chung, hòa chung lòng với con dân Chúa trong Hội Thánh Mơ Ước, cũng như những ai đang tham dự nhóm lại online để cùng ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa của chúng ta. Quý vị, khi chúng ta ở trong nhà Chúa, khi chúng ta được ra mắt Chúa, khi chúng ta được thờ phượng Chúa, đó là một đặc ân, đó là một phước hạnh Chúa dành ban cho đời sống của chúng ta. Vì sao? Vì khi chúng ta ra mắt Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa với trọn cả tấm lòng vui mừng và biết ơn, chắc chắn Chúa đẹp lòng. Và khi Chúa đẹp lòng rồi, Chúa Ngài cũng chắc chắn ban phước cho chúng ta. Chính tôi tin rằng buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có mặt ở tại đây với lòng vui mừng và biết ơn để chúng ta thờ phượng Chúa. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa như vậy, mỗi chúng ta là những người được phước. Quý vị hãy nói với người bên cạnh của mình: anh chị là người được phước, là người được Chúa ban phước. Và tôi ước mong rằng không dừng lại ở chỗ đó, Chúa sẽ dùng chúng ta để trở thành một ống dẫn phước hạnh của Chúa đến với nhiều người xung quanh chúng ta. Hội Thánh có thể amen lớn được không ạ? Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Chúa sẽ dùng chúng ta để trở thành những ống dẫn phước hạnh của Chúa đến với nhiều người xung quanh chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu số 1, Thánh Phao-lô nói như thế này: hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ. Bản truyền thống nói rằng hãy bắt chước tôi cũng như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Quý vị, phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đã vừa nghe người hướng dẫn chương trình đọc thư Giăng 3. Đây là một tá thư rất là ngắn. Sứ đồ Giăng gửi cho Gai Úc. Và trong bức thư này có ba nhân vật được nhắc tên. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung với nhau về ba nhân vật này để chúng ta xem chúng ta là ai. Chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh. Thư Giăng 3, trưởng lão gửi đến Gai Úc: thân mến, người mà tôi quý mến trong chân lý. Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như thịnh vượng về phần hồn. Tôi đọc lại một lần nữa: trưởng lão gửi đến Gai Úc: thân mến, người mà tôi quý mến trong chân lý. Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như thịnh vượng về phần hồn. Thưa Hồ Thánh quý mến, buổi sáng nay tôi sẽ cầu nguyện cho Hồ Thánh được thịnh vượng về mọi mặt, được khỏe mạnh về phần xác và thịnh vượng về phần hồn. Ai muốn điều này? Tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng mọi mặt, khỏe mạnh về phần xác và thịnh vượng về phần hồn. Và đây là lời cầu nguyện của Giăng lành dành cho Gai Úc. Và mượn lời cầu nguyện này, tôi cũng muốn cầu nguyện xin sự chúc phước của Chúa đến trên Hội Thánh Mơ Ước tại đây, đến trên từng con dân của Chúa, được thịnh vượng về mọi mặt, khỏe mạnh phần xác, thịnh vượng về phần hồn. Tại vì sao Giăng cầu nguyện cho Gai Úc như vậy? Chúng ta xem, chúng ta học ở nơi Gai Úc có điều gì đây? Chúng ta nhìn thấy thứ nhất, đó là Gai Úc là người được yêu thương.
Vì tôi rất làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Văn nói là thưa anh quý mến, gái Úc là người được yêu thương. Đó là lý do mà Văn cầu nguyện cho gái Úc. Người được yêu thương. Và tình yêu này không phải cảm xúc, không phải rung động bởi con tim, mà tình yêu được quyết định bởi lý trí dựa trên chân lý là lời của Đức Chúa Trời. Người được yêu thương. Quý vị, tôi nhắc lại, chúng ta được khỏe mạnh, muốn khỏe mạnh phần xác không? Muốn thịnh vượng phần hồn không? Hãy là người được yêu thương. Hãy là người để cho người khác yêu thương. Hãy là người yêu thương người khác. Amen. Hãy là người để người khác yêu thương. Khi nhắc đến chúng ta, họ yêu thương chúng ta, họ quý mến chúng ta, họ nhớ đến chúng ta trong lời cầu nguyện. Giống như sáng sáng tôi đã chia sẻ, khi nhắc đến chúng ta, khi nói đến tên của chúng ta, họ quý mến chúng ta, họ yêu thương chúng ta, họ nhớ đến chúng ta trong sự cầu nguyện. Quý vị, gái Úc là như vậy đó. Là người được sứ đồ Giăng yêu thương. Và người cũng yêu thương người khác. Đó là đặc điểm thứ nhất chúng ta nhìn thấy ở trong gái Úc. Cái điều thứ hai chúng ta nhìn thấy trong gái Úc. Ở trong câu số 3, câu số 4 đó. Tôi rất vui mừng khi các anh em đến đây làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý, nhưng anh vẫn bước theo chân lý. Không gì làm cho tôi vui mừng hơn là nghe các con tôi bước theo chân lý. Cái điều thứ hai, gái Úc có là gái Úc đem niềm vui đến cho người khác. Gái Úc là người được yêu thương và gái Úc là người đem niềm vui đến cho người khác. Quý vị, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng tôi rất vui mừng khi anh em đến đây làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý, nhưng anh vẫn bước theo chân lý. Không gì làm cho tôi vui mừng hơn khi nghe các con cái bước theo chân lý, làm cho người khác vui. Quý vị, chúng ta làm cho người khác vui không? Gai Úc là người làm cho người khác vui. Vì sao? Vì gai Úc trung thành với chân lý, bước đi theo chân lý. Trung thành với chân lý, bước đi theo chân lý. Chân lý đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là chân lý. Chúa Giê-xu nói ta là đường đi, chân lý và sự sống. Quý vị, chúng ta có chân lý, chúng ta sống chân lý, chúng ta bước đi trong chân lý. Chúng ta có Chúa, chúng ta sống trong Chúa, chúng ta bước đi trong Chúa, chúng ta sẽ làm cho người khác vui. Và ở đây Kinh Thánh nói không điều gì làm cho tôi vui mừng bằng khi con cái bước đi theo chân lý. Quý vị, đối với chúng tôi là người hầu về Chúa, không điều gì làm cho chúng tôi vui bằng khi con cái Chúa sống và bước đi theo lẽ thật và chân lý. Và ngược lại, không điều gì làm cho chúng tôi buồn bằng khi con cái Chúa không sống trong chân lý, không bước đi trong chân lý, không làm theo chân lý. Quý vị muốn một sư Dương Thành Lâm vui không? Muốn không ạ? Muốn mục sư Phạm Ngọc Thu vui không? Muốn mục sư Nguyễn Cảnh vui không? Làm gì đây? Làm theo chân lý, bước đi theo chân lý, sống theo chân lý. Dễ không ạ?
có chân lý, hiểu chân lý, nhưng vấn đề quan trọng là bước đi theo chân lý. Nếu tôi hỏi lại, quý vị muốn làm cho người khác vui không? Muốn. Vậy thì làm sao đây? Có chân lý, hiểu chân lý và bước theo chân lý. Và sứ đồ Giăng nói là không điều gì làm cho tôi vui bằng khi nhìn thấy con cái Chúa bước đi theo chân lý, sống theo chân lý. Ôi xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị, để rồi chúng ta có chân lý, chúng ta sống trong chân lý, chúng ta bước đi theo chân lý. Chúng ta có Chúa trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta sống trong Chúa và chúng ta bước đi trong Chúa. Và điều đó nó được thể hiện qua cái nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Có nhiều người hiểu lời Chúa lắm, biết lời Chúa nhiều lắm, nhưng mà không sống và làm theo lời của Chúa thì không làm cho người khác vui được. Tôi nhắc lại, quý vị, chúng ta muốn làm cho lãnh đạo chúng ta vui, chúng ta muốn làm cho anh em chúng ta vui, chúng ta muốn làm cho bố mẹ chúng ta vui. Quý vị ơi, hãy sống trong lời của Đức Chúa Trời, hãy bước đi trong lời của Đức Chúa Trời, hãy làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và đó là đặc điểm của Gai Úc. Và điều thứ ba chúng ta nhìn thấy trong Gai Úc, tôi xin đọc: thưa anh quý mến, anh thật trung tín trong công việc anh làm cho các anh em, nhất là cho các khách lạ. Họ làm chứng về lòng yêu thương của anh em trước hội thánh. Hiếu khách. Thưa anh quý mến, anh thật trung tín trong công việc làm cho các anh em, nhất là cho các khách lạ. Họ là làm chứng về lòng yêu thương của anh trước hội thánh. Quý vị, Gai Úc có một tấm lòng hiếu khách, tiếp đãi anh em, nhất là những người khách lạ, và họ đã làm chứng về lòng yêu thương của Gai Úc. Lòng yêu thương tiếp khách, mặc dù đó là những người khách lạ, nhưng Gai Úc có một tấm lòng yêu thương, một tấm lòng hiếu khách, một tấm lòng tiếp khách. Và đó là điều khiến cho sứ đồ Giăng nhớ đến Gai Úc và cầu nguyện cho Gai Úc thịnh vượng trong tất cả mọi sự. Người được yêu thương, người mang niềm vui đến cho người khác, và người có lòng tiếp khách. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 2, đây là câu kinh thánh tôi rất làm được khích lệ: chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có những người tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có những người tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, để chúng ta có được điều này. Và sứ đồ Phao-lô đã nhắc ở trong Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 23 nè: Gai Úc người tiếp đãi tôi và cả hội thánh kính chào anh. Gai Úc là người tiếp đãi Phao-lô và cả hội thánh luôn. Chúng ta thấy là một người có một tấm lòng hiếu khách. Quý vị ơi, chúng ta xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có được điều này. Chúng ta tiếp đấng tiên tri, đó là người tiên tri, chúng ta sẽ nhận thần phượng của người tiên tri. Amen. Chúng ta tiếp rước một em bé nhỏ thôi, một cốc nước thôi, cũng không mất phần hưởng. Cảm ơn Chúa, tôi cũng được khích lệ, tôi cũng được học hỏi rất nhiều qua tâm tình của đầy tớ của Chúa, cũng như qua hội thánh Chúa tại nơi đây. Quý vị có lòng rộng rãi để tiếp khách, đón khách và giúp đỡ cho mọi người. Và Gai Úc đã có được điều này. Và đó là lý do mà sứ đồ Giăng đã cầu nguyện cho Gai Úc thịnh vượng trong tất cả mọi sự, về phần xác cũng như phần linh hồn. Tôi nhắc lại, vì Gai Úc có tình yêu thương,
Vì gai ốc đem niềm vui đến cho người khác. Vì gai ốc có lòng tiếp khách. Tôi ước mong rằng chúng ta có tình yêu ở trong Chúa. Ước mong rằng chúng ta là những người, những tác nhân để đem niềm vui đến cho người khác. Người khác họ rất vui khi họ tiếp xúc với chúng ta. Bởi sự có mặt chúng ta ở đâu, chúng ta đem niềm vui đến cho người khác. Chúng ta đem được an ủi, chúng ta đem sự khích lệ, chúng ta đem sự phước hạnh đến cho người khác. Tôi luôn cầu nguyện, Chúa ơi xin giúp đỡ cho con. Để con đi đến đâu, con đem đến sự khích lệ, đem niềm vui, đem sự phước hạnh cho người khác. Con không phải là gánh nặng, con không phải là nan đề, mà con là niềm vui, là sự khích lệ cho người khác. Và gái Úc có điều này. Ông đã có tình yêu. Ông đem niềm vui đến cho người khác. Và ông là người rộng rãi tiếp khách. Nguyện Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị. Đây là một tấm gương để chúng ta học đòi noi theo. Và nhân vật thứ hai được sứ đồ Giăng nhắc đến. Đó là Diotrep. Cái nhân vật này, chúng ta đọc và chúng ta thấy cái nhân vật này nha. Tôi đã viết đôi điều cho hồ thánh, nhưng Diotrep, người thích đứng đầu, không chấp nhận chúng tôi. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những gì anh ta đã làm, là những lời độc ác chống chúng ta. Như thế vẫn chưa hài lòng, anh ta còn không tiếp rước các anh em. Và ai muốn tiếp rước thì anh ta ngăn cản và đuổi khỏi hội thánh. Cái tên này ghê không? Thích đứng đầu ở trong hội thánh, không tiếp rước chúng tôi, không tiếp rước. Nếu ai tiếp rước đó, ngăn chặn và đuổi ra khỏi hội thánh. Ở cùng chung một hội thánh đó. Gái Úc là người yêu thương, là người mang niềm vui đến cho người khác, là người có tấm lòng rộng rãi để tiếp khách. Còn cái tên Diotrep này thì ngược lại một cách hoàn toàn. Diotrep này không có trong hội thánh mơ ước. Quý vị nói với nhau đi. Diotrep này không có trong hội thánh mơ ước. Hay là người phải bị đuổi ra. Chúng ta thấy nó trái ngược hoàn toàn với Gai Úc. Gai Úc là người yêu thương, là người mang niềm vui đến cho người khác, là người có tấm lòng rộng rãi để chào đón, để tiếp khách. Còn Gai Úc này thích đứng đầu, không chào đón ai, không tiếp đón ai. Người ta tiếp hắn còn ngăn nữa. Mà hãy nhớ rằng ở cùng trong một hội thánh. Hội thánh mình thì không có ha. Amen lớn lên chứ. Giống như tôi đã nói, không có trong hội thánh mơ ước. Có đâu trong con lúc này. Đã không dâng hiến, người ta dâng hiến còn cản. Nhắc đây tôi nhớ cái câu chuyện mà Mary đập bể chai dầu ra dâng xuất sắc cho Chúa. Tên Giuđa nói gì? Phí vậy. Chai dầu này bán đi để phân phát cho kẻ nghèo. Ông nói gì chứ bán rồi đưa cho ông á. Ông là thủ quỷ mà. Bán là vô túi ông á. Đã không dâng người ta dâng còn khải. Diotrep là như vậy đó. Đây là tấm gương để chúng ta tránh. Không cho không hòa thánh. Đọc thấy tai này ghê thiệt chứ. Đáng phải bị rồi là tuổi ra hòa thánh. Phải không ạ? Nhưng mà người ta tiếp đón, người ta làm việc lành, người ta làm việc thiện, người ta hiếu khách. Hắn không làm, hắn còn nghe. Người ta làm, hắn còn đuổi người ta đi. Ghê không?
thích đứng đầu trong hội thánh. Ghê thiệt chứ. Hội thánh mà gặp mấy tên như thế này coi như là mệt mỏi vô cùng. Tiêu hả? Hội thánh không tiêu mà cái tên đó tiêu. Tên mà tính đứt đầu đó, hội thánh là gì? Là kiêu ngạo, là kiêu ngạo, là bại hoại. Và Chúa chống nghịch kẻ kiêu ngạo. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta thấy đây là một tấm gương cần phải tránh. Và văn nói tiếp nè: thưa anh em quý mến, đừng bắt chước điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì được thuộc về Đức Chúa Trời, còn ai làm điều dữ thì không hề thấy Đức Chúa Trời. Thưa anh em quý mến, thưa hội thánh quý mến, đừng bắt chước điều dữ, đừng bắt chước đi ô trép, mà hãy bắt chước điều lành, đó là gai úc. Ai làm điều dữ không thấy được nước Đức Chúa Trời, không thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là Diotrep. Một nhân vật được sứ đồ Giăng nhắc đến nữa là Demetrius. Demetrius. Chúng ta thấy Demetrius có điều gì đây? Mọi người đều làm chứng tốt về Demetrius. Chính chân lý cũng vậy. Chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy. Và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Mọi người làm chứng tốt về Demetrius. Người khác làm chứng tốt. Mọi người làm chứng tốt về Demetrius. Quý vị, người khác có làm chứng tốt về chúng ta không? Mọi người có làm chứng tốt về chúng ta không? Cái quan trọng lắm. Ở trong Châm Ngôn 21 câu số 1, danh tiếng tốt hơn tiền của nhiều, ân huệ quý hơn vàng bạc. Mọi người làm chứng tốt về Demetrius. Quý vị, khi nhắc đến tên chúng ta, người khác có làm chứng tốt về chúng ta? Tôi cảm ơn Chúa rất nhiều về điều Chúa làm. Nhìn lại cuộc đời của mình trong những ngày đã qua, hiện tại và trong những ngày hậu đến, tôi cảm tạ Chúa và cảm tạ Chúa. Quý vị biết, tôi bắt đầu dân mình hầu về Chúa trọn thời gian năm 93-94. Thời điểm đó khó khăn lắm. Và tôi làm công tác một Phaolô là đến ở từng địa phương này nè. Chưa bao giờ đăng ký tạm trú tạm vắng. Chưa bao giờ. Và những người xung quanh á, họ làm chứng tốt về mình. Cảm tạ Chúa. Chúng ta biết rằng về an ninh á, thì Việt Nam chúng ta phải nói là rất giỏi. Rất giỏi. Họ đến họ điều tra những người xung quanh lúa sớm. Ông đó ở đây cũng làm gì? Ông thì như thế nào? Ông ra làm sao? Sau đó những người xung quanh họ mới kể lại đó. Thì những người xung quanh họ nói: tôi thấy ông ở đây chẳng làm gì hết. Không có gây gỗ, không có phá làng, phá xóm gì hết. Không có la cà, không có hút sách, không có rượu chè gì hết. Không có vấn đề gì. Thế là những người xung quanh họ làm chứng tốt về mình. Mà không hề có một tạm trú, tạm vắng gì hết. Cho đến bây giờ. Cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi mà thường đăng ký giấy sinh hoạt tôn giáo tập trung ở địa phương đó, phải nộp cái hồ sơ lên đăng ký. Rồi sau đó rồi họ mới xem xét, rồi họ mới cấp hay cho. Nhưng mà cảm ơn Chúa cái chỗ của tôi đó, vì mọi người xung quanh họ làm chứng tốt. Và thậm chí địa phương ở đó họ cũng làm chứng tốt. Họ nói: mục sư ở chỗ mục sư nhóm bao nhiêu người? Tôi nói 100 người.
Thôi được rồi, để em làm giấy rồi gửi tới cho mục sư. Mang tới luôn, không đăng ký, không có hồ sơ, hồ gì hết trơn luôn. Những người xung quanh họ làm chứng tốt. Và chúng ta trở lại đây, Demetrius được mọi người làm chứng tốt. Quý vị ơi, tôi ước mong rằng khi nhắc tên của chúng ta, mọi người họ sẽ cảm tạ Chúa. Khi nhắc tên của chúng ta, mọi người làm chứng tốt về chúng ta. Khi nhắc đến tên Hồ Thánh Mơ Ước này, mọi người cảm tạ Chúa. Mọi người làm chứng tốt về Hồ Thánh của Chúa. Khi nhiều người đến đây, họ đi nhóm ở đâu? Chúng ta làm, mọi người làm chứng tốt rằng hãy đến Hồ Thánh Mơ Ước nhóm. Vì nơi đó có tình yêu thương, nơi đó có lời của Chúa, nơi đó sống trong lời của Chúa, nơi đó bước đi trong lời của Chúa. Vì nơi đó đem niềm vui đến cho người khác. Vì nơi đó có tấm lòng rộng rãi để tiếp khách. Vì nơi đó luôn chào đón anh em mình. Mọi người làm chứng tốt. Chúng ta để ý Kinh Thánh rất hay, rất là tuyệt vời. Không phải một vài người, mà là mọi người. Tôi ước mong rằng mọi người làm chứng tốt về đời sống của chúng ta. Chúng ta thật sự là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở trong Demetrius, được lẽ thật làm chứng. Chính chân lý cũng vậy. Chúng ta thấy không ạ? Tôi đọc bản truyền thống mà. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius, và chính lẽ thật cũng làm chứng cho nữa. Mọi người làm chứng tốt và lẽ thật cũng làm chứng cho nữa. Vì anh này anh sống trong ánh sáng, sống trong lẽ thật, làm theo lẽ thật, làm đúng theo lẽ thật. Không những chỉ riêng mọi người làm chứng tốt mà thôi, lẽ thật cũng làm chứng cho anh này nữa, anh Demetrius này nữa. Không dừng lại ở chỗ mọi người làm chứng tốt, mà lẽ thật cũng làm chứng tốt về cái đời sống trong sạch, trong sáng, ngay thẳng của con người này. Mọi người làm chứng tốt đôi khi cũng chưa chắc lắm phải không ạ? Vì Hội Thánh chúng ta yêu thương mà, cho nên Hội Thánh làm chứng tốt về chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ đó là chuyện bình thường, vì Hội Thánh yêu thương mà. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là lẽ thật cũng làm chứng tốt về cái đời sống của người đó nữa. Nghĩa là cái đời sống của người đó sống đúng theo lẽ thật, đúng theo lời của Đức Chúa Trời. Và tôi ước mong rằng Hồ Thánh Chúa cũng như mỗi cá nhân chúng ta có được điều này. Không những mọi người làm chứng tốt về chúng ta mà thôi, mà lẽ thật cũng làm chứng tốt về chúng ta. Chúng ta có một đời sống đẹp lòng Chúa, một đời sống làm vinh hiển danh của Chúa, một đời sống làm theo lời của Chúa. Không chi trách được trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta làm theo lẽ thật, lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Demetrius, thứ nhất là mọi người làm chứng tốt, thứ hai là lẽ thật cũng làm chứng tốt, và điều thứ ba chúng ta nhận thấy được người lãnh đạo làm chứng tốt. Mọi người đều làm chứng tốt về Demetrius, chính chân lý cũng vậy. Chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy. Chúng ta thấy không ạ? Mọi người làm chứng, lẽ thật làm chứng, và lãnh đạo đây là chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy. Tuyệt vời không quý vị? Quý đây nó quan trọng lắm. Lãnh đạo làm chứng tốt về chúng ta. Lợi không? Lợi thế không? Chúng ta thấy Demetrius này lợi thế không? Được mọi người làm chứng tốt, được lẽ hoặc làm chứng tốt,
mà lãnh đạo cũng làm chứng tốt nữa. Quá tuyệt vời. Chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 2 câu 52 thì lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu khôn ngoan càng hơn, thân hình càng to lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đẹp lòng Chúa và người ta. Không phải dừng lại đẹp lòng Chúa rồi chấm hết. Có nhiều người thiêng liêng lắm, đẹp lòng Chúa là được rồi. Ôi, tôi sống đẹp lòng Chúa là được rồi. Không cần ai hiểu tôi hết, Chúa hiểu được rồi. Nói có vẻ thiêng liêng lắm, nhưng mà thật sự không thiêng liêng gì hết. Đẹp lòng Chúa là đủ rồi. Có nhiều người nói thiêng liêng như vậy. Quý vị ơi, đẹp lòng Chúa là phải đẹp lòng mọi người ta. Chúa Giêsu khôn ngoan càng hơn, thân hình càng to lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta và nhiều người. Thập tự giá có chiều dọc và chiều ngang, thì dọc mối tương giao chúng ta với Chúa và chiều ngang với nhau và với lãnh đạo, với anh em mình và với những người xung quanh. Chứ không phải chỉ dừng lại ở chỗ đẹp lòng Chúa. Nó có vẻ thiêng liêng lắm, nhưng một khi anh đẹp lòng Chúa rồi thì anh phải đẹp lòng người cả. Giống như Chúa Giêsu, xin lỗi, lời sứ đồ văn đã nói, ai nói yêu Chúa mà không yêu anh em mình, đó là người nói dối. Vì một khi nói yêu Chúa là phải yêu anh em mình. Mà nếu nói yêu Chúa mà không yêu anh em mình là người nói dối. Đẹp lòng Chúa là phải đẹp lòng mọi người. Và chúng ta thấy Demetrius ở tại nơi đây được mọi người làm chứng tốt cho, được lẽ thật làm chứng tốt cho, và được lãnh đạo làm chứng tốt cho. Đáng bắt chước con người này không quý vị? Thưa, mong rằng mọi người làm chứng tốt về chúng ta. Và lời của Chúa lẽ thật cũng làm chứng cho chúng ta sống ngay thẳng trước mặt Chúa. Và người lãnh đạo của chúng ta cũng làm chứng tốt về chúng ta. Xin Chúa ngài khích lệ tôi và quý vị, chúng ta gai úp đi ô trép Demetrius, chúng ta là ai? Tôi là ai? Thủ lãnh Chúa chúng ta là ai? Chúng ta đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta xem chúng ta là ai trong những ngày vừa qua. Chúng ta có yêu thương không? Chúng ta có đem niềm vui đến cho người khác không? Chúng ta có rộng rãi tiếp khách không? Chúng ta có được mọi người làm chứng tốt không? Chúng ta có được lẽ thật làm chứng tốt không? Và chúng ta có được lãnh đạo làm chứng tốt về chúng ta không? Xin Chúa giúp cho để không có một đi ô trép nào trong cuộc đời của chúng ta, trong hội thánh của Chúa. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.